Mày tôi nói trước hôm nay là kéo có chuyến bay nào mày cũng đảm. Anh Khoa ơi. Mày thử nào tin mẹ mày đấy của làm. Rồi, tiền tao có người nhà mất nhá. Cái anh nhá, bỏ tay ra đó. Người ta đang có người nhà mất nhá. Mẹ là giấy tờ tao có đúng không? Người ta phải ức chế nhất định chứ không để người ta. Anh ức chế nhưng mà không có quỳ đi đấy rồi. Anh đi đây ở đây. Người ta thả hất hành lý người ta xuống. Anh có quay để anh có thể coi lại người ta bung tay vậy gọi là thả. Tôi nói là bung tay rơi rồi. Rơi cái này. Anh á, tôi đang nói anh á. Anh có quyền bức xúc, anh có quyền đầu quyền lợi của mình nhưng anh không có quyền hành hạ người khác. Tại sao mày vứt hành lý của tôi xuống đây? Do tài vụ của ta giải quyết, anh yên tâm đi. Cậu nhớ đến trường của tôi nhá. Bây giờ thế nào? Hoàn vé không chấp nhận. Bây giờ lỡ mãi chậm mãi không thông báo, bây giờ bảo giả vé không cho đi. Ừ, vớ vẩn. Còn nếu như anh yêu cầu bằng chứng hơn nữa, ở đây có công văn giấy tờ tôi đã chuyển nhắn gửi cho anh rồi. Anh yêu cầu hàng vé, có thể hàng vé thôi. Anh nói thật nha, thái độ của em nha, anh cũng chụp ảnh hết rồi nha. Vâng nhá, thái độ cũng chụp ảnh hết rồi nha. Thái độ giải thích thì khách hàng hết là tôi hỏi. Người ta trẻ tí, béo cho người ta bay, mẹ bây giờ trẻ của người ta là sao? Chứng minh gì hả? Chứng minh người dân ngoan tôi không chịu, anh Quang ở đâu anh tự đi tìm chứ. Rồi vậy anh đi vào quầy luôn. Vào trong kia mà tìm, lại vào lúc nó ấm lên rồi lấy. Chơi trong này rồi. Vào đấy mà tìm. Vào đấy mà tìm. Lấy nữa lại không cho vào. Anh mà còn Quang một lần nữa anh tự đi nhặt nha. Đây chứng minh tôi đây. Mã vé đâu, cô lập đây. Làm ăn hết chứ. Đi đây 2-3 lần rồi nhé, không báo. Từ 3 giờ đến 6 giờ. Chuyến bay này là 3:50, anh đến sau giờ cái số 1 và hấp dẫn khách. Bây giờ này, mấy giờ đây? 3:50. Nhưng mà đây là mấy giờ? 3:50.